Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Công Vinh chia sẻ từng bị Thủy Tiên đuổi khỏi nhà vì đam mê đánh gôn. Người hâm mộ gia đình Thủy Tiên, Công Vinh hầu như ai cũng biết cựu cầu thủ rất đam mê gôn. Để có thể vừa đáp ứng được sở thích của bản thân, vừa chiều lòng nóc nhà, Công Vinh đã xây dựng sân cỏ trong biệt thự rộng 300m². Không chỉ thế, anh còn mang tiền về cho vợ nhờ bộ môn thể thao của giới thượng lưu này qua việc tham gia nhiều giải gôn phong trào và nhận nhiều chiếc cúp ý nghĩa. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng Công Vinh từng bị bà xã không hài lòng với anh về bộ môn sân cỏ dành cho giới thượng lưu này. Cựu cầu thủ có lần kể chuyện Thủy Tiên từng đuổi ông xã ra khỏi nhà vì đi đánh gôn. Anh chia sẻ, gương mặt thanh niên sáng giờ đi cuốc đất mới được cái cúp vàng. Vừa bước vô nhà, vợ nhìn thấy cái cúp phát đuổi luôn. Sống với đam mê sao thật khó khăn quá các bác ạ. Với quan niệm coi trọng hạnh phúc gia đình, Công Vinh và Thủy Tiên luôn cùng nhau xây đắp một tổ ấm hạnh phúc. Cả hai sẵn sàng bỏ qua những nhu cầu, sở thích riêng của bản thân để toàn tâm vun vén cho gia đình nhỏ. Họ cùng thấu hiểu, sẻ chia và nhìn vào điểm tốt của nhau. Hiện Thủy Tiên, Công Vinh được xem là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất của VBiz. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.